Trên dương gian ngày mai, nếu bỏ ngài con biết đi theo ai, vì chính ngài mới phán những lời hằng sống cho đời con. Dẫu nhân gian vô tình ngay bên quanh mình, con xin vẫn một lòng luôn tin kính, trọn tâm tư tôn nhân ngài là đấng thánh của Thiên Chúa đã đến thế nhân gian vô tình ngay bên quanh mình, con
dân một lòng luôn tin kính, trong tâm tư tôn nhân Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa. Trên dương gian ngày mai, nếu bỏ Ngài con biết đi theo ai, vì chính Ngài mới phán những lời hằng sống cho đời con. Dẫu nhân gian vô tình ngay bên quanh mình, con xin vẫn một lòng luôn tin kính,